Hôm nay sinh nhật lên xem các anh em chúc gì nào. Chúc anh Triều sức khỏe dồi dào. Chúc anh Triều sinh nhật vui vẻ. Ôi. Chúc anh Triều pha máy nhiều hơn và có thưởng Tết. Anh em ơi. Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Và có lẽ thì đây là một những cái video độc đáo nhất trên anh em TV. Mình không bao giờ mình lên kế hoạch cho cái video này. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về những cái món quà sinh nhật mà mình đã được tặng. Thực ra thì sinh nhật mình đã qua rồi, đã qua từ cách đây cũng phải tầm 5-6 ngày gì đấy rồi. Tuy nhiên thì những món quà này đều rất đặc biệt và từ rất nhiều người đó. Từ các anh em của anh em TV này, từ bạn bè, người thân này, bản thân mình cũng tự tặng quà sinh nhật cho mình nữa. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về những cái món quà sinh nhật đấy. Vậy thì cái món quà đầu tiên và cũng là cái món quà mà mình rất là thích đó chính là đây. Món quà in hình cốc in hình của Captain America được team anh em TV tặng cho mình. Và anh em có thể thấy rằng là những cái chi tiết của cốc này nhìn nó rất là đẹp. Đấy, màu sắc các thứ nhìn phải gọi rằng nó nổi khối lên nhìn đẹp luôn. Và team anh em TV còn nói rằng là các em mới bảo là mua cái cốc này tại vì là cái cốc này giống như mình. Anh em thấy có giống không? Rồi đó là về cái món quà đầu tiên. Thì đây là một cái cốc và nó làm cho mình nhớ tới cái món quà mà mình đã tặng sinh nhật anh Duy vào 2 năm trước. Anh Duy thì mình đã tặng anh ấy cái cốc Iron Man. Và đến sinh nhật mình thì các em ấy lại tặng cho mình cốc Captain America như thế này. Và thực sự thì mọi người bảo rằng là đây là cốc để uống nước. Nhưng mà với một cái cốc như này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ dùng nó để trang trí hơn là để uống nước bằng đầu của anh Captain. Vâng, cái món quà tiếp theo cũng là của anh em TV. Anh em đừng nhầm nhá, đây không phải là thưởng Tết nhá. Đây là thế nhưng mà đây là những cái lời mà mọi người đều đã viết và chúc cho mình của Dũng LV này, của Hà Vi này, cũng như là của bạn Mộc Thảo phụ trách page anh em TV. Thế mình sẽ không chia sẻ với anh em về những cái lời chúc này đâu, tại vì là đây đều là những cái lời của các bạn chúc mình. Thế nên là mình sẽ cất nó đi. Rồi, thế thì đó là hai cái món quà đầu tiên của team anh em TV. Thế thì xem đây thì anh em có thể sẽ tự hỏi rằng Chiều, anh em TV là kênh công nghệ cơ mà, là kênh anh em iPhone cơ mà. Thế thì anh em đừng lo, tại vì ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em một cái món đồ công nghệ cũng rất đặc biệt. Đây là một cái món quà. Đây, anh em có thể thấy đây một cái tai nghe gaming. Cái món quà này mình đã được một đối tác họ gửi tặng cho mình. Đây, chính là cái tai nghe này. Và thực sự thì mình cảm thấy cực kỳ đúng đắn và cực kỳ thích. Tại vì trong đợt gần đây thì mình cũng đã chơi game khá là nhiều, anh em có thể thấy. Mình chơi FIFA, dạo gần đây thì mình cũng đang mới chơi CSGO nữa. Và với cái món quà này mà, thì thực sự đây là một cái cực kỳ đúng thời điểm luôn. Đây chính là chiếc tai nghe Logitech G733. Đó, và khi mà chúng ta mở hộp ra. Đó. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là Keep Playing. Cứ chơi đi. Và ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có nhân vật chính. Thực ra nhá, bần mì với anh em một chút là mình đã bóc cái tai nghe này ra rồi. Và tối ngày hôm qua thì mình đã có cắm nguyên đêm mình chơi cái tai nghe này. Và đây, cái tai nghe này khi mà chúng ta đeo lên tai ấy, nó sẽ như thế này. Thế thì quay trở lại với cái nhân vật chính ấy, thì cái điều mà mình thích ở cái tai nghe này đó chính là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ. Đây, anh em có thể thấy. Nói chung, đây, mình sẽ đợi đi nhá. Đây, mình sẽ so sánh cho anh em về cái tai nghe Sony của mình. Thế thì với một cái thiết kế nhìn nó khác biệt hơn khá là nhiều. Bình thường khi mà mình mua tai nghe thì mình sẽ có những cái tai nghe như thế này đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây là một cái tai nghe gaming, thế nên thực sự là cái trọng lượng của nó rất nhẹ, cái phần khung của nó chỉ có như này thôi. Ở phía bên trên này thì nó sẽ có một cái headband này, thì cái phần này nó giúp chúng ta là tự điều chỉnh. Đấy, tự điều chỉnh. Thành ra là anh em sẽ không phải bị đau đầu, bởi vì cái phần trên này nó giống như kiểu là massage cho anh em. Đấy, anh em sẽ không bị đau đầu khi mà anh em đeo. Ở bên trong ấy, thì bình thường đối với lại cái tai nghe này thì cái phần này nó làm bằng da này. Đấy, mình dí vào cho anh em xem. Đấy, thì cái phần này nó làm bằng da. Thành ra khi mà mình đeo lâu ấy thì nó sẽ tiết ra mồ hôi và nó sẽ rất là bí tai. Tuy nhiên thì đối với lại cái tai nghe này, cái chất liệu của nó không phải làm từ da, thế nên là nó rất là mát. Thành ra khi mà mình đeo lâu ấy, mình sẽ không có cái cảm giác gọi là bị bí bách mồ hôi ở bên trong. Và nhìn chung thì một cái trọng lượng nhẹ đi kèm với nó là một cảm giác đeo rất thoải mái. Thành ra đây là một điểm cộng rất lớn của cái tai nghe này. Thế nhưng mà chưa hết, đối với lại một tai nghe gaming thì anh em nghĩ rằng là nó còn thiếu cái gì nữa? Đúng rồi, ngay bây giờ mình sẽ bật lên và mình sẽ chia sẻ với anh em. Đó chính là đèn LED
Đấy, RGB luôn. Và đây là một cái hệ thống lighting RGB của Logitech. Và anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái này qua cái phần mềm là G-Hub của bên Logitech. Và thực sự thì mình thấy rằng là khi mà mình quay lên video ấy thì thực sự là nó rất là đẹp luôn. Đây anh em thấy này, đó. Xoay trái xoay phải này. Bên cạnh đó thì ở bên trong hộp ấy thì chúng ta sẽ còn được tặng. Thế thì ở bên trong hộp ấy thì chúng ta sẽ còn được tặng kèm thêm cả một cái receiver và nó cùng màu với cả cái tai nghe luôn. Đây anh em thấy không? Tai nghe màu trắng thì receiver nó sẽ là màu trắng. Và nếu như mà anh em nào mà mua tai nghe màu xanh thì cái receiver của nó sẽ là màu xanh. Thế thì khi mà chúng ta nhắc tới một cái tai nghe thông minh thì rõ ràng một điều không thể thiếu đó chính là chúng ta phải nhắc tới mic đàm thoại để có thể gọi điện, để có thể nhắn tin, để có thể gọi điện cho đồng đội, để có thể giao tiếp với đồng đội đúng không ạ? Và tất nhiên là với cái tai nghe này cũng sẽ được trang bị cho chúng ta thêm một cái mic. Và với cái mic này thì anh em hoàn toàn có thể là bẻ ngang ra như thế này. Đấy, để có thể gần cái khuôn mồm của anh em hơn. Và với cái mic này thì chỉ có duy nhất một điểm mà mình cảm thấy không ưng. Đó chính là nó không thể bẻ lên bẻ xuống như này. Đấy, bẻ lên bẻ xuống như này, như này. Anh em yên tâm, cái mic này nó sẽ được gắn qua một cái cổng ở trên cái tai nghe của chúng ta. Đấy, khi mà ship hàng đến thì cái mic này nó sẽ là riêng. Đây, nó sẽ là riêng và anh em gắn vào đây. Đó, rất là chắc chắn. Sau đấy thì anh em chơi thôi. Thế nhưng mà anh em biết rằng là mình sử dụng cái mic này làm gì không? Có một cái tính năng rất là hay ở trên các thiết bị iPhone và cả ở trên các thiết bị MacBook nữa. Đó chính là cái tính năng đọc chính tả. Cụ thể là cái tính năng này nó sẽ gõ ra cho anh em sẽ không cần phải gõ bàn phím. Và mình đã sử dụng cái mic này với lại cái MacBook của mình. Và ngay bây giờ thì mình sẽ biểu diễn cho anh em xem. Vâng, xin chào anh em. Có thể là anh em sẽ tự hỏi rằng bình thường mình làm kịch bản như thế nào. Thì đây, xin giới thiệu với tất cả anh em. Đây chính là cách mình làm kịch bản hàng ngày. Tất nhiên là nó sẽ có một vài những cái sai sót và mình sẽ phải sửa lại. Tuy nhiên thì với việc mà mình nhận cái bật đọc chính tả trên MacBook ấy thì mình sẽ đỡ hơn rất nhiều và sau đấy thì mình chỉ cần sửa lại một chút thôi. Rất là xịn sò và thực sự đây là một trong những cái món quà mà mình thích nhất trong cái đợt gọi là thu hoạch lần này. Thế nhưng mà một trong những cái món quà nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với anh em và thực ra đây là một cái món quà mà mình tự tặng cho mình, đó chính là một hình xăm. Đây anh em có thể thấy, thực ra thì đây là một cái món quà mà không biết là anh em có nhìn thấy không. À, làm sâu kiểu gì rồi đây. Đây, thực ra thì đây là một quyết định mà mình thấy rằng nó rất là khó khăn để có thể đưa ra cái quyết định là đi xăm, tại vì mình là một thằng khá là sợ đau, hơn thế nữa rằng là mình cũng kiểu sợ sau này mà bố mẹ mà phát hiện ra ấy, thì mình cũng kiểu sợ lắm. Thế nên là mình đã quyết định là xăm ở chỗ nào đấy mà sau này thì có thể là che vào. Đấy, anh em thấy mình thông minh không? Để sau này nếu như mà có đi họp, đi hành các thứ thì mình có thể đeo đồng hồ vào. Ví dụ như này chẳng hạn, có đi họp, đi hành các thứ ấy, thì mình gọi là đeo đồng hồ vào. Thì cái dây này nó sẽ che đi cái hình xăm của mình và mọi người sẽ không để ý đến cổ tay của mình nữa. Nói chung là đi xăm là mình cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Thế thì khi mà anh em xem đây thì anh em có thể tự hỏi là thế ông đi xăm thì ông có thấy đau không? Thì xin chia sẻ luôn với anh em rằng nếu như mà mình bảo là không đau ấy, thì mình sẽ là nói dối. Tại vì thực sự là đau vai trưởng. Anh em cứ tưởng tượng là mình là một cái thằng rất là sợ đau. Và khi mà có một ai đấy chọc chọc cái kim vào người mình ấy, đã thấy lại còn cái phần da, da nó rất là mỏng. Anh em thấy da cũng bé tí này thôi. Thì lúc đấy cái mặt của mình nó... Cái món quà cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay chính là món quà của bạn Phương Anh Làm Thăm. Bạn ấy là làm ra tất cả các thăm của anh em TV và là một trong những người đã support cho mình rất là nhiều. Giống như trong bóng đá thì có người ghi bàn thì có người kiến tạo ấy, thì Phương Anh Làm Thăm là một người như vậy. Tuy nhiên thì cái món quà của bạn ấy rất là ngon, thế nên là mình đã ăn mất rồi. Và đố anh em biết nó là cái gì đấy. Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ cho anh em xem ảnh luôn. Tại vì mình ăn mất rồi nên là mình sẽ để cái ảnh ở đây. Đấy, đây là một cái món ăn mà mình cực kỳ thích. Từ bé đến giờ rồi, mình không thể nào rời khỏi cái món ăn này. Và đây, xin mời anh em chiêm ngưỡng. Đó chính là món. Thế thì đó là cái món quà của tất cả mọi người trong video ngày hôm nay mình đã có chia sẻ với anh em. Từ cốc này, tai nghe, cho tới hình xăm, vân vân và vân vân. Và có rất nhiều những thứ khác nữa, ví dụ như là ốp lưng các thứ này, đợt này thì mình cũng đã có tự mua cho mình một vài món. Vậy còn anh em thì sao? Anh em thích món quà nào nhất thì anh em hãy comment ở bên dưới nhá. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV. Bởi vì cái món quà ý nghĩa nhất của mình
trong cái đợt này có lẽ sẽ là những cái like, share và ủng hộ của anh em, tại vì bọn mình sắp được 800.000 sub rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Đây là Hải Chiều. Bye.